Hello everyone. This is the second video of today's video, and I hope that today, from morning until now, I hope you have a nice day today. I hope you guys have a wonderful new weeks. And again, I feel very appreciated that I've been very active on my YouTube channel. And yeah, so I'm not gonna waste your time now. I'm gonna make video called "Yêu Sắc Yêu" means love, very love or weak love. Something like that, but it's not really that meaning. It's like positive way of meaning that love is really needed in life. That's all. And here goes. It's a rap love song, and I hope you enjoy. Sorry about the commercial. I should have prepared before, but yeah, I don't have time. I'm a busy man. Yeah. Vì em là nắng, anh là mưa. Là những người mà xưa chẳng thể biết em là người ta. Chẳng nhìn thấy em là lửa. Nắng, anh là mưa. Nhìn thấy em mà xưa chẳng biết được em người ta. Chẳng nhìn thấy em ta lửa. Thì khối từ lúc thì em vừa chào nhau. Phải em có thể nghĩ không không khơi là vợ anh thích chỉ. Ê, em không nổi. Yeah, thương không nổi. Anh không là lính nhưng lại lính qua nhà em. Chính, chính không mà xem. Nếu buồn ngủ, tặng cho em tình tứ. Cho em, nếu có tử tính. Nghe em trong ngàn tạng. Ê, và mẹ em cho em bao nhiêu câu lên mắt. Yeah. Anh yêu thương hồi chung con trâu. Anh yêu là trâu khi ta hôn nhau. Tính vì anh không có nơi cho tưởng tê tê. Em làm tâm trí anh luôn mở nhưng là mơ em mê. Vẫn hơn vì em là anh thích thú. Em là hot trend vì anh thích thú. Ai là mưa chẳng hạn như anh em là mưa. Chẳng thể biết em là người ta. Chẳng hạn như anh ta lừa vì em là nắng anh là mưa. Chẳng hạn như anh là mưa. Chẳng thể biết em là người ta. Chẳng hạn như anh ta lừa vì lúc như em vừa chào nhau. Người ta sẽ không có lừa nào. Còn anh như chiếc chìm. Ê không đổi. Chẳng hạn như anh ta lừa. Thưa không đổi. I'm not going to get my mind. Vẫn hơn vì em là thích thú. Em là hot trend người đời anh. Yeah yeah. Nắm tay và đưa em về. Thích em thật rồi em ơi. Yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. Nắm tay thật rồi em ơi. Thích em thật rồi em ơi. Yeah, yeah, thank you for watching. I hope please you like and subscribe, and I wish you have a nice new week. Thank you, and see you in the next video.